Yêu cầu viết kết quả của phép tính dưới dạng một lũy thừa. Thì đầu tiên đó là câu A, 3 mũ 11 chia cho 3 mũ 5. Các em tập trung thầy nhé. Nào, ví dụ 1 của thầy này. Thì đầu tiên là câu A, thầy có là 3 mũ 11 thầy chia cho 3 mũ 5. Thầy quan sát này, đây là hai lũy thừa đã cùng cơ số là 3. Em thấy chưa? Đây là hai lũy thừa đã cùng cơ số là 3. Vậy muốn chia hai lũy thừa cùng cơ số thì thầy chỉ cần dùng công thức là A mũ M chia cho A mũ N thì bằng A mũ M trừ N. Tức là ở đây có thể bằng 3 mũ 11 trừ 5. Mà 11 trừ 5 có thể bằng bao nhiêu các em nhỉ? Tức là bằng bằng 3 mũ 6. Được chưa? Rất đơn giản đúng không nào? Đó, các em mới thấy rằng là để các em làm tốt được ví dụ A thì chỉ cần nhớ cho thầy về công thức này là ok đúng không nào? Chúng ta sang ví dụ B nào. Thầy có là 6 mũ 11 chia cho 6 mũ 4 chia 6. Nào, ví dụ B của thầy nào. Là thầy có là 6 mũ 11 thầy chia cho 6 mũ 4 và thầy chia cho 6 thì bằng này. Đây là một phép tính là chỉ có toàn phép tính chia. Thế thì chúng ta chỉ cần thực hiện phép tính từ từ trái sang sang phải. Đúng không nào các em? Đó, vậy thầy tính như sau. Đầu tiên thầy có 6 mũ 11 chia cho 6 mũ 4. Đây là chia hai lũy thừa cùng cơ số.